Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính. Và ngày hôm nay mời cô chú, anh chị và các bạn đến với những thông tin mới nhất trên kênh Phúc Tài Chính. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, hôm nay ở trên trang Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao đã có bài viết về bức thư kêu gọi của cô Nguyễn Phương Hằng. Mời cô chú, anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Công ty cổ phần Đại Nam, khu du lịch Đại Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, thư kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3, bão Yagi. Kính gửi cán bộ công nhân viên khu du lịch Đại Nam, du khách đến tham quan tại khu du lịch Đại Nam. Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kêu gọi sự chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, bão Yagi. Xuất phát từ ý tưởng của bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam, vào các ngày 29 tháng 9, mùng 6 tháng 10, 13 tháng 10 và 20 tháng 10. Trong khoảng thời gian trên, khu du lịch Đại Nam sẽ hoàn toàn miễn phí vé vào cổng và các dịch vụ vui chơi như khu biển, khu vườn thú, khu trò chơi, khu trường đua, xe điện phục vụ di chuyển cho tất cả người dân đến tham quan, vui chơi, thưởng lãm tại khu du lịch Đại Nam hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, vào lúc từ 18 giờ đến 22 giờ các ngày trên sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật sân khấu văn hóa, hoạt động thể thao đặc sắc và giao lưu trực tiếp với CEO Nguyễn Phương Hằng tại sân khấu khu vực trường đua Đại Nam. Đây là một dịp đặc biệt không chỉ để những người dân tham quan, thưởng lãm, thưởng thức những tiết mục nghệ thuật, các hoạt động vui chơi, thể thao hấp dẫn tại khu du lịch Đại Nam, mà còn để là lời kêu gọi chung tay, chung sức, chung một tấm lòng, thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào, cùng đóng góp vào các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào lũ lụt tại miền Bắc chịu nhiều thiệt hại sau cơn bão số 3, bão Yagi. Thông qua hình thức quyên góp tùy lòng hảo tâm của mỗi người, thùng quyên góp sẽ được đặt tại các khu vực trong khu du lịch Đại Nam và tất cả số tiền thu được từ chương trình này sẽ chuyển trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, bão Yagi thuộc các tỉnh thành phía Bắc. Chương trình hứa hẹn mang lại nhiều giá trị văn hóa và nhân văn, đồng thời là cầu nối gắn kết cộng đồng với những hành động thiện nguyện thiết thực hướng về đồng bào miền Bắc thân thương. Trân trọng, Bình Dương ngày 24 tháng 9 năm 2024, Tổng Giám đốc khu du lịch Đại Nam Nguyễn Phương Hằng. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, như vậy là với hàng loạt những cái chương trình đặc sắc và cùng với đó là hưởng ứng lời kêu gọi từ Mặt trận Tổ quốc ủng hộ những đồng bào đang bị gặp những thiệt hại thiên tai tại khu vực miền Bắc sau cơn bão Yagi, thì đây chính là những cái ý tưởng của cô Nguyễn Phương Hằng, cô chú anh chị ạ. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, thực sự rất tuyệt vời khi mà cô Nguyễn Phương Hằng trở về sớm, trở về ngay sau khi mà người dân miền Bắc đang là gồng mình để khắc phục những cái thiệt hại sau cơn bão số 3. Và cô Nguyễn Phương Hằng đã cùng chung tay, chung sức, chung một tấm lòng, tình dân tộc, nghĩa đồng bào để cùng với nhà nước, cùng với Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ những đồng bào đang chịu thiệt hại sau cơn bão Yagi. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, thực sự sự trở về sớm của cô Nguyễn Phương Hằng vô cùng có ý nghĩa. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, nếu như mà cô chú, anh chị và các bạn để ý thì chắc chắn rằng chúng ta đã thấy rằng với cái sự trở lại của cô Nguyễn Phương Hằng thì hoàn toàn khác. Đúng là một phiên bản Nguyễn Phương Hằng Pro Max sau khi mà cô Nguyễn Phương Hằng đã trải qua rất nhiều những cái chông gai thử thách, đặc biệt là khi mà những cái bọn lươn bên kia nó cùng hùa nhau kiện và nó hùa vào để mà đưa cô Nguyễn Phương Hằng vào trong tù. Đó thực sự là những cái bài học thẳng thắn chúng ta nhìn nhận, và rõ ràng với cái sự trở lại này thì thực sự là một Nguyễn Phương Hằng như một phượng hoàng đã xuất hiện, không còn là phiên bản cũ nữa mà được nâng lên trở thành Nguyễn Phương Hằng phiên bản hoàn toàn mới, thực sự rất mới. Và nếu như cô chú, anh chị và các bạn có thể thấy thì từng đường đi nước bước của cô Nguyễn Phương Hằng bây giờ không phải là mang một tính chất cá nhân đấu tố như ngày trước nữa, hay là ví dụ như là cô Nguyễn Phương Hằng là lập những kênh Facebook riêng, kênh TikTok riêng hay là kênh YouTube riêng và live stream theo cái ý muốn của cô Nguyễn Phương Hằng, mà thay vào đó bây giờ đó là từng quyết định của bà Nguyễn Phương Hằng. Và những cái hoạt động, những cái sự kiện như vậy là đều là do Công ty Cổ phần Đại Nam và khu du lịch Đại Nam tổ chức, cô chú anh chị ạ, hoàn toàn với một cái vị thế, với một cái tầm hoàn toàn khác.
Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, như vậy thì với những gì mà cô Nguyễn Phương Hằng viết trong thư kêu gọi là từ 18 giờ đến 22 giờ các ngày từ ngày 29 tháng 9, mùng 6 tháng 10, 13 tháng 10 và 20 tháng 10 thì từ 18 giờ đến 22 giờ sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, hoạt động thể thao đặc sắc và giao lưu trực tiếp với CEO Nguyễn Phương Hằng. Như vậy là khoảng thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ là không chỉ là cô Nguyễn Phương Hằng live stream giao lưu với tất cả cô chú anh chị và các bạn đến thăm Đại Nam, mà khoảng thời gian đó sẽ diễn ra cả chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, hoạt động thể thao đặc sắc. Vì vậy chúng ta có thể thấy rằng với lần trở lại này thì không phải là cô Nguyễn Phương Hằng live stream với những câu chuyện mà như ngày trước nữa, mà đây sẽ là những cái chương trình mà công ty cổ phần Đại Nam, khu du lịch Đại Nam tổ chức và cô Nguyễn Phương Hằng điều hành cũng như tham dự với tư cách của một bà tổng. Nên Phúc Tài Chính nghĩ rằng với một cái chương trình chặt chẽ như thế này thì chắc chắn sẽ không có một cái kẽ hở nào đâu. Nên là nếu như cô chú anh chị và các bạn cảm thấy lo lắng cho cô Nguyễn Phương Hằng thì hãy yên tâm nhé. Chắc chắn là với tất cả những cái bài học, và phải nói đây là những cái bài học cực kỳ là cay đắng của cô Nguyễn Phương Hằng, với những gì mà cô Nguyễn Phương Hằng đã chịu tổn thương, với những gì mà cô Nguyễn Phương Hằng đã nhận ra khi mà bọn lươn kia nó bẫy cô Nguyễn Phương Hằng, thì chắc chắn đến bây giờ sẽ là một phiên bản hoàn toàn khác. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, chúng ta có thể thấy lần này cô Nguyễn Phương Hằng xuất hiện với một vị thế thực sự của một tổng giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam, nên chắc chắn lần này sẽ không có bất kỳ một cái kẽ hở nào đâu. Nên là chúng ta hãy bỏ qua tất cả những cái lo lắng có thể xảy ra, mà hãy cùng hưởng ứng, cùng hồ hởi để đến với lời kêu gọi, hưởng ứng cái thư kêu gọi của cô Nguyễn Phương Hằng. Tất cả chúng ta hãy cùng hướng về những sự kiện cô Nguyễn Phương Hằng sẽ tổ chức tại khu du lịch Đại Nam, cùng với đó là hướng về mặt trận Tổ quốc để giúp đỡ những bà con bị thiệt hại sau bão Yagi. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, và với cháu Phúc Tài Chính góc nhìn thấy cái sự kiện mà cô Nguyễn Phương Hằng tổ chức này thì thực sự vô cùng chuyên nghiệp và mang một cái ý nghĩa vô cùng to lớn. Và chỉ với cái hành động này thì chắc chắn là từ Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng ấy thực sự là cảm thấy rất là ngại. Bởi vì rõ ràng là bản thân họ khi mà chỉ muốn là vơ tiền vào trong túi của mình để mình có thể mượn vào đó, mượn hoa cúng Phật, mượn vào đó để đánh bóng tên tuổi, để làm cho bản thân nổi tiếng hơn. Rồi là không chỉ thế, chúng nó còn nhập nhằng, không chịu đưa ra sao kê giấy tờ. Thì với những cái kẻ mà cá nhân hóa như vậy, chỉ muốn nghĩ về bản thân thì kiểu gì vẫn sẽ bị vùi dập, sẽ bị nhiều người mạnh thường quân nhận ra, sẽ bị toàn dân nhận ra thôi. Và đặc biệt là khi mặt trận Tổ quốc sao kê ra thì chúng ta mới thấy rất nhiều mầm non mới nhú, đàn em của Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng đấy, những con sâu trong cái showbiz bẩn này thì chúng nó nào là phong bạt, rồi là ăn chặn của tập thể, rất nhiều kẻ dựa vào những cái sự tang thương của đồng bào để ăn chặn. Và rõ ràng là mặt trận Tổ quốc đã sao kê ra và chúng ta đã thấy rồi. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, với cái việc mà cô Nguyễn Phương Hằng tổ chức liên tiếp những cái sự kiện như thế này để cùng hướng về đồng bào, và đặc biệt với cái sự giao lưu của cô Nguyễn Phương Hằng để kêu gọi mọi người hãy cùng chung tay với mặt trận Tổ quốc nữa, thì thực sự mang một cái ý nghĩa vô cùng lớn. Và điều này với ánh sáng của cái sự đúng đắn, ánh sáng của chính nghĩa sẽ thiêu đốt tất cả những cái kẻ mà sống trong cái sự lươn lẹo kia. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, với cái sự kiện này thì nếu như mà cô Nguyễn Phương Hằng có muốn Đàm Vĩnh Hưng về hát ấy để kêu gọi cho bà con thì chắc chắn là cũng không được rồi. Bởi vì thưa cô Nguyễn Phương Hằng là hiện tại là Đàm Vĩnh Hưng đang bị cấm sóng 9 tháng. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, với quyết định tổ chức một cái sự kiện cực kỳ là lớn như thế này, rất nhiều báo chí đã đưa tin rồi, một sự kiện tâm điểm hướng về đồng bào miền Bắc chịu thiệt hại, thì thưa cô chú anh chị và các bạn, với cái ý tưởng này, với cái quyết định này của Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam bà Nguyễn Phương Hằng thì chắc chắn Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên chỉ còn là cái tên mà thôi. Đến bây giờ thì thưa cô chú anh chị và các bạn, trải qua bao nhiêu thăng trầm thì cô Nguyễn Phương Hằng đã về lại vị trí vốn có là Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam, cái tâm của bà Tổng, và những ca nghệ sĩ bẩn kia không thể nào với tới được. Và chắc chắn với sự trở lại của cô Nguyễn Phương Hằng, đằng sau đó Phúc Tài Chính tin rằng đó là một cái sự ủng hộ rất lớn từ chú Huỳnh Uy Dũng, và cũng là một cái sự cố vấn tài tình từ chú Huỳnh Uy Dũng nữa, thì chắc chắn đó sẽ mang lại vô cùng nhiều điều. Như cô chú anh chị và các bạn đã biết,
Trên cái hành trình drama này thì cô Nguyễn Phương Hằng đã lên tiếng kịch liệt về thần y bẩn. Và đến bây giờ là thần y bẩn cũng lặn rồi, không còn cơ hội để mà lừa đảo bà con nữa. Bởi vì là từng ngóc ngách đều đã được bà Nguyễn Phương Hằng cảnh báo không để bị thần y bẩn lừa. Và khi mà cô Nguyễn Phương Hằng lên tiếng về câu chuyện thần y bẩn thì bắt đầu liên quan đến Hoài Linh. Khi mà đó là một nghệ sĩ rất là lớn, một nghệ sĩ rất là gạo cội, tại sao lại đi PR quảng cáo cho ông thần y với nhiều hình ảnh như vậy? Thì cô Nguyễn Phương Hằng đặt một câu hỏi là liệu thần y có chữa được bệnh hay không? Nhưng mà Hoài Linh đã câm. Từ một người nghệ sĩ hài liên tục xuất hiện trên truyền thông, nhưng mà cuối cùng Hoài Linh đã bị câm khi mà bà Nguyễn Phương Hằng hỏi một câu hỏi để mà hỏi hộ người dân ấy. Nhưng mà cuối cùng Hoài Linh, một người nổi tiếng, một người sống trong nhung lụa nhờ và tiền của rất nhiều người dân, nhưng mà cuối cùng là Hoài Linh lại bị câm. Và từ đó thì cô Nguyễn Phương Hằng đã bóc ra cái câu chuyện từ thiện bẩn của Hoài Linh, khi mà Hoài Linh đã ỉm đi con số hơn 14 tỷ đồng của bà con trong cái lúc mà nguy cấp như vậy. Tiếp theo đó thì bắt đầu lan ra một cái trận cháy sao kê thiêu đốt cái bọn nghệ sĩ bẩn từ Hoài Linh, từ Trấn Thành, từ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và rất nhiều râu ria lắt nhắt nữa. Thì khi đó thì chúng ta mới thấy rằng rất nhiều kẻ nghệ sĩ bẩn lên kêu gọi, nhưng cuối cùng là chúng nó kêu gọi, chúng nó coi như vào túi chúng nó là của chúng nó luôn. Nó thích làm gì thì làm, nó thích trình bày thì nó trình bày, nó không thích trình bày thì nó thôi. Và không ai được quyền động đến chúng nó. Và khi mà động đến thì chúng nó la là đứa thì khóc lóc, đứa thì dọa kiện. Và đến khi bà Nguyễn Phương Hằng làm cho ra nhẽ thì là chúng nó lại đòi kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Và tất cả chúng nó châu vào bảo nhau kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Từ Hoài Linh, từ Đàm Vĩnh Hưng, từ Thủy Tiên, rồi là từ Vi Oanh, từ Đức Hiển. Tất cả chúng nó bảo nhau vào để mà hùa và để trù dập bà Nguyễn Phương Hằng. Và với mục đích là bịt miệng bà Nguyễn Phương Hằng và với mục đích là đưa bà Nguyễn Phương Hằng đi tù. Không ngờ là lên một cái tiếng nói vì người dân mà lại bị chính cái bọn kia, nó lại mong muốn một cái ý nghĩ thực sự rất độc ác là đưa đi tù. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, đúng là một cái trận chiến nào cũng có đổ máu và người thương tích nhiều nhất chính là cô Nguyễn Phương Hằng. Chỉ vì động vào quyền lợi của chúng nó, chỉ vì động vào miếng cơm của chúng nó, chỉ vì động vào lợi ích của chúng nó, chỉ vì động vào cả một cái dây từ thiện bẩn của chúng nó mà chúng nó hùa vào nộp đơn để đưa bà Nguyễn Phương Hằng đi tù. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, đó là cái điều mà nhân dân cực kỳ đau xót và đến bây giờ nhiều người vẫn rất lo lắng cho cô Nguyễn Phương Hằng. Điều đó cho Phúc Tài Chính có thể hiểu được. Và cũng đó cũng là cái điều mà khiến nhân dân càng yêu thương bà Nguyễn Phương Hằng hơn. Thực sự khó có một người nào khi trở về mà lại nhận được một cái sự quan tâm, một cái tình yêu thương rất lớn từ người dân như thế. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, cứ như vậy thời gian qua đi, cái bọn nghệ sĩ bẩn kia nó cứ cậy vào cái việc là chúng nó không bị đi tù, chúng nó không bị pháp luật xử lý. Nếu như có ai thắc mắc về cái chuyện giải trình sao kê thì chúng nó nói là em làm bằng cái tâm, em là người tốt, bởi vì nếu em sai thì pháp luật đã bỏ tù em rồi. Nhưng mà thưa cô chú, anh chị và các bạn, rõ ràng một điều rằng chúng nó nhận tiền của những mạnh thường quân thì chúng nó phải sao kê. Và chúng nó vẫn lấp liếm và chúng nó nói rằng là vì em chưa đi tù nên là em là người tốt. Nhưng rõ ràng đâu phải câu chuyện như vậy, bởi vì khi chúng nó làm từ thiện thì nghị định 93 chưa ra. Đến khi mà nghị định 93 ra đời thì chúng nó không làm nữa, bởi vì chúng nó sợ vào tù. Chúng nó sợ vào tù, cô chú anh chị ạ. Thực sự là chúng nó sợ vào tù, vì chúng nó làm ăn là những kẻ lươn khưa, nên bây giờ có nghị định 93 đứng đó, chúng nó sợ vào tù. Chúng nó sợ là chúng nó đớp hết, chúng nó sợ chúng nó vào tù nên là chúng nó mới không dám kêu gọi từ thiện. Thực sự đúng là một cái câu chuyện quá nực cười, khiến mà chúng ta cười khẩy luôn. Những người nghệ sĩ bẩn họ lúc nào cũng nói đạo lý, nào là em làm từ thiện từ tâm, bắt em sao kê thì em không làm nữa, rồi là không có nghệ sĩ thì ai giúp dân. Những cái câu nói đạo lý mà chúng ta chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt vào. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, những kẻ đạo lý và nói rằng là vì nhân dân, làm từ thiện bằng cái tâm, rồi là em không chỉ là em nhận tiền của mọi người, em còn bỏ tiền túi ra nữa, nhưng mà bảo em minh bạch thì em không làm được. Đến khi có nghị định 93 ra đời, thằng nào cũng chạy hết, vì chúng nó sợ vào tù. Bởi vì nó mà làm sai như ngày trước thì kiểu gì chúng nó cũng vào tù. Nhưng nếu như chúng nó làm đúng như nghị định 93 thì rõ ràng là chúng nó đã vả mặt vào chúng nó trước kia, bởi vì ngày trước chúng nó làm lôm côm nên chúng nó không dám làm nữa.
Và thưa cô chú anh chị và các bạn, và đến khi mặt trận Tổ quốc sao kê ra thì thực sự chúng nó đã không còn một cái gì để nói nữa. Mặt trận Tổ quốc đã làm đúng như Nghị định 93, làm đến đâu sao kê đến đó, giải ngân đến đâu trình bày đến đó, chi tiết liên tục. Và rõ ràng mặt trận Tổ quốc đã như một cái kính chiếu yêu để lột trần hết tất cả chúng nó ra. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, đến bây giờ cô Nguyễn Phương Hằng trở về thì thực sự quá tuyệt vời. Như Phúc Tài Chính làm cái câu chuyện drama này, thì cái mà cháu Phúc Tài Chính suốt thời gian qua cảm thấy nhức nhối nhất, đó chính là cái bọn nghệ sĩ kia nó không bị trả giá. Và vì nó không bị trả giá trên pháp luật nên là chúng nó còn có một cái lý do để chúng nó bao biện cho chúng nó. Vì nếu như em làm sai thì em đã bị đi tù rồi. Thủy Tiên mới nói của chú anh chị ạ. Thủy Tiên mới nói khi mà cơn bão Yagi xuất hiện và đã tạo ra vô cùng nhiều thiệt hại cho bà con, thì là rất nhiều người vào bảo ca sĩ Thủy Tiên, nhưng mà ca sĩ Thủy Tiên lại nói rằng là em vẫn là người tốt và nếu như em sai thì em đã bị pháp luật trừng trị. Thì cả cái quãng thời gian đó Phúc Tài Chính luôn cảm thấy bức xúc, bởi vì là chúng nó chưa bị pháp luật trừng trị nên chúng nó còn cái cớ chúng nó nói là vì chúng nó tốt nên là không bị pháp luật trừng trị. Nếu chúng nó sai đã bị pháp luật bắt rồi, nhưng mà rõ ràng hồi đó làm gì đâu có lưới mà bắt, làm gì đâu có Nghị định 93 mà bắt. Vì vậy nên là mới gần đây Thủy Tiên vẫn còn lên ngoi ngót để mà giải biện, để mà trình bày, để mà đạo lý. Nhưng mà từ khi mặt trận Tổ quốc sao kê ra thì chúng nó im hết của chú anh chị ạ. Không có ý ơi một cái câu nào, bởi vì rõ ràng là mặt trận Tổ quốc sao kê ra và làm đã là những cái cú vả hết vào mặt chúng nó. Đầu tiên là vả mặt Trấn Thành. Ví dụ như là cái câu chuyện Trấn Thành là đưa sao kê ra nhưng mà che đi một nửa và nói rằng là sợ là mọi người bị hack tài khoản, bị mất tiền đấy. Cái người không biết là úi dồi anh Thành tốt thế, nhưng mà thực ra đó là cái câu lươn lẹo. Và đến bây giờ mặt trận Tổ quốc sao kê ra, sao không thấy anh Thành lên nói là mặt trận Tổ quốc ơi hãy che một nửa như em đi. Chứ mặt trận Tổ quốc sao kê rõ ràng như thế thì là mọi người bị hack tài khoản à. Sao Trấn Thành không nói đi, sao Trấn Thành không nói cho fan đi. Úi giời ơi, làm gì dám nói, bởi vì Trấn Thành sai. Với cái thứ hai là cô Thủy Tiên chẳng hạn. Hồi đó cô ta khóc lóc, mọi người dí đến cùng thì cô ta khóc lóc bảo rằng em không muốn sao kê vì sợ làm khó ngân hàng. Úi giời ơi, đến bây giờ mặt trận Tổ quốc riêng đợt đầu sao kê ra 12.000 trang sao kê. Sao cô Thủy Tiên không lên khóc đi? Úi mặt trận Tổ quốc ơi, sao mặt trận Tổ quốc làm khó ngân hàng thế? Phải như em đây này, phải như em đây này mới là không làm khó ngân hàng. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, khi mặt trận Tổ quốc sao kê ra đúng là sao kê online thì cũng là một cú vả vào mặt chúng nó. Một cái sao kê mà tất cả người dân có thể lên để tìm những cái giao dịch vô cùng dễ dàng. Còn với anh Trấn Thành, với chị Thủy Tiên, với chú Hoài Linh thì là sao kê ra thì là cuối cùng đưa người dân Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá trong lĩnh vực tài chính ngân hàng của chú anh chị ạ. Úi giời ơi, các anh chị sao kê ra là bằng giấy. Sau đó là anh Trấn Thành, anh ấy chụp từng tờ một. Anh ấy chụp từng tờ một xong anh up lên. Chị Thủy Tiên thì sao kê ra 8 thùng giấy. Không biết bây giờ con chị phi máy bay hết chưa. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, rõ ràng là chúng nó làm những cái trò cực kỳ là lố lăng. Hồi đấy bức xúc lắm và lên tiếng rất là mạnh, nhưng mà rõ ràng vẫn có một cái bộ phận fan họ không biết nên là họ vẫn cứ bênh chành chặt cái bọn nghệ sĩ kia. Nhưng mà đến khi mặt trận Tổ quốc sao kê ra những cái sao kê online thực sự thì mọi người tra cứu cực kỳ dễ dàng. Đó là những cái cú tát rất nhẹ nhàng mà đau đớn cho những cái bọn nghệ sĩ kia. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, chính vì khi mà mặt trận Tổ quốc đã sao kê ra quá đẹp như vậy thì khiến cho cái bọn nghệ sĩ kia thực sự là không thể nào ý ới. Giờ chúng nó không dám ý ới đâu. Không dám ý ới đâu, cứ lấy sao kê của mặt trận Tổ quốc ra mà vả. Vả mặt Thủy Tiên, vả mặt Trấn Thành, vả mặt Hoài Linh, vả mặt Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng bây giờ còn chưa dám đưa sao kê ra cơ. Đấy, thì là đấy, đem hết sao kê mặt trận Tổ quốc ra vả chúng nó thì chúng nó không có một cái gì. Như vậy thì cho Phúc Tài Chính cũng cảm thấy là cái quãng đường drama như vậy là cũng cảm thấy rất là đẹp rồi. Bởi vì là chúng nó có thể bao biện nhưng đến bây giờ không thể bao biện nữa trước cái sao kê của mặt trận Tổ quốc. Tuy nhiên thì rõ ràng trong cái hành trình mà lên tiếng như vậy thì rõ ràng chúng ta vẫn cảm thấy càng ngày càng cảm thấy thương cô Nguyễn Phương Hằng. Khi mà mặt trận Tổ quốc sao kê ra rõ ràng sạch đẹp và đúng như vậy, với cương vị của một bà tổng, một người có kiến thức, một người điều hành cả một khu du lịch Đại Nam rồi công ty Đại Nam, một người có kiến thức lên chia sẻ những cái kiến thức sao kê như vậy mà bị chúng nó táp vô. Thì rõ ràng là khi mà chúng ta đã thấy rằng là mọi thứ nó trở nên sáng rõ hơn thì mọi người lại càng cảm thấy thương cô Nguyễn Phương Hằng khi mà cô Nguyễn Phương Hằng chịu nhiều cái sự đau khổ như vậy.
Thực sự đó là một cái sự hy sinh quá lớn khi mà lên tiếng vì người dân. Rõ ràng là cô Nguyễn Phương Hằng có làm cái gì đâu, chỉ là lên tiếng vì người dân. Nhưng mà vì chúng nó bị, chúng nó bẫy, chúng nó nhảy vào, chúng nó công kích rồi để cô Nguyễn Phương Hằng va vào 331. Chúng nó bẫy như thế mà cô Nguyễn Phương Hằng ở nước ngoài nhiều nên là chưa cập nhật được cái luật an ninh mạng. Nên là cô Nguyễn Phương Hằng mới bị vấp như vậy thôi. Thì chúng ta vẫn cảm thấy thương cô Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà thực sự sau đó là một cái sự trở về vô cùng tuyệt vời của cô Nguyễn Phương Hằng đã khiến Phan Chính Nghĩa không thể nào ngủ được, cô chú anh chị ạ. Một cái sự trở về quá tuyệt vời, quá là trọn vẹn. Và đến bây giờ, thưa cô chú anh chị, cô Nguyễn Phương Hằng lại tiếp tục tổ chức một cái sự kiện mà thực sự là ai ai cũng đang hướng tới, truyền thông cả nước đang hướng tới. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, cái điều đầu tiên mà cô Nguyễn Phương Hằng trở về cái vị trí của một bà tổng khu du lịch Đại Nam, thì cô Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức một cái chương trình kết hợp giữa văn hóa, du lịch và kêu gọi ủng hộ đồng bào bị bão lũ. Thực sự đến bây giờ mà Phúc Tài Chính mới hiểu được tại sao cô Nguyễn Phương Hằng lại ngứa mắt với cái bọn ca nghệ sĩ nhố nhăng như vậy. Chúng nó không biết giữ gìn văn hóa. Còn cô Nguyễn Phương Hằng và chú Huỳnh Uy Dũng tâm huyết tạo nên một nơi khu du lịch Đại Nam giữ gìn truyền thống văn hóa của người Việt. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, đến bây giờ thì thực sự rất là trọn vẹn rồi. Tất cả mọi người đều đang nô nức đến với khu du lịch Đại Nam và để được gặp gỡ cô Nguyễn Phương Hằng. Cùng với đó là kêu gọi vào mặt trận Tổ quốc ủng hộ đồng bào bị bão lũ. Đây lại thêm là một cái cú tát cực kỳ đau đớn với những người nghệ sĩ bẩn kia. Và tất cả chúng ta nhìn vào rằng, rõ ràng là với cái quyết định để cô Nguyễn Phương Hằng trở về sớm, thực sự vô cùng ý nghĩa. Thực sự vô cùng ý nghĩa, bởi vì là cơn bão Yagi đã gây nên một cái thiệt hại rất lớn cho bà con miền Bắc. Và với sự trở về của cô Nguyễn Phương Hằng chưa đầy một tuần thôi, cô Nguyễn Phương Hằng đã ra những quyết định như vậy thì đủ để biết rằng trong thời gian qua cô vẫn luôn đau đáu nghĩ cho người dân, nghĩ về người dân. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, như cô chú anh chị và các bạn có thể thấy, với cái sự trở lại này của cô Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta đều thấy một cái sự khác biệt so với hoàn toàn trước. Nếu như mà ngày trước có những cái thông báo, những cái buổi live stream thì cô Nguyễn Phương Hằng viết trên trang cá nhân hay là viết trên trang fanpage cá nhân của cô ấy. Nhưng bây giờ toàn bộ những cái thông tin từ tin ngỏ, từ những sự kiện này đều là trang Đại Nam Văn hóa Du lịch Thể thao đăng. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, đây không chỉ là một cái sự kiện của riêng cô Nguyễn Phương Hằng mà đó là sự kiện của công ty Đại Nam và khu du lịch Đại Nam. Và cô Nguyễn Phương Hằng tham gia và điều hành với tư cách là tổng giám đốc điều hành của khu du lịch Đại Nam. Và như vậy chúng ta mới thấy là cái tầm của bà tổng, cái sự suy nghĩ, những cái chiến lược của bà tổng cùng với đó là sự cố vấn của chú Huỳnh Uy Dũng sâu xa cỡ nào. Và với sự kiện này hội đủ tất cả những yếu tố. Đầu tiên là sự trở lại xuất hiện của cô Nguyễn Phương Hằng để cô Nguyễn Phương Hằng có thể giao lưu với mọi người. Thứ hai đó là tấm lòng để hướng về bà con gặp bão lũ. Và thứ ba đó chính là sự an toàn của cô Nguyễn Phương Hằng. Và đây là sự kiện của công ty cổ phần Đại Nam tổ chức, cũng như là sự kiện của khu du lịch Đại Nam tổ chức. Và cô Nguyễn Phương Hằng có xuất hiện, nhưng mà Phúc Tài Chính nghĩ là cái thời gian xuất hiện sẽ ít thôi, chứ không phải là cả một cái buổi live stream 8 tiếng, 9 tiếng như trước nữa. Mà cô Nguyễn Phương Hằng xuất hiện từ 18 giờ đến 22 giờ, cùng với đó là nhiều chương trình ca nhạc nghệ thuật. Và cô Nguyễn Phương Hằng sẽ có một cái màn phát biểu, Phúc Tài Chính nghĩ là như vậy. Nên đây là bước đi cực kỳ chắc chắn của cô Nguyễn Phương Hằng và chú Huỳnh Uy Dũng cho sự trở lại của cô Nguyễn Phương Hằng. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, với cho Phúc Tài Chính nghĩ đây chính là một quyết định đỉnh nóc kịch trần, thực sự mang rất nhiều ý nghĩa với sự trở lại của cô Nguyễn Phương Hằng. Thì chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Đó là những cái thông tin mà cho Phúc Tài Chính muốn gửi cô chú, anh chị và các bạn trong clip ngày hôm nay. Nếu cô chú, anh chị và các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và bấm đăng ký kênh Phúc Tài Chính nha. Và ngay sau đây là một clip Phúc Tài Chính chia sẻ về những mặt hàng mà Phúc Tài Chính đang bán. Cô chú, anh chị và các bạn có thể mua ủng hộ cho Phúc Tài Chính nha. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn tại những video tiếp theo. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, kẹo hắc sâm Hàn Quốc mỗi gói là 170g. Thành phần gồm có mạch nha, đường kính, vitamin C và hồng sâm, rất tốt cho sức khỏe của cô chú anh chị. Kẹo hắc sâm chứa những nguyên liệu quý của củ sâm nguyên chất, giúp thư giãn này, sảng khoái tinh thần, đem lại cảm giác khỏe khoắn, tỉnh táo, nâng cao sự tập trung trí não và sức đề kháng. Kẹo hắc sâm rất mát họng với mùi thơm của hắc sâm đặc trưng đậm đà. Kẹo hắc sâm này rất thích hợp với người cao tuổi hay nhạt mồm, nhạt miệng và cũng có thể làm quà tặng cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp.
Tuy nhiên thì cũng cần lưu ý là kẹo hắc sâm này không dùng cho trẻ dưới 3 tuổi để tránh sâu răng và đề phòng ruột còn yếu. Và cách dùng là cô chú anh chị và các bạn sẽ ăn và ngậm trực tiếp, sử dụng 2 đến 3 viên mỗi ngày, mỗi khi mà cảm thấy mệt mỏi và muốn bồi bổ cơ thể. Và kẹo phù hợp với mọi đối tượng nên có thể yên tâm chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình vào những ngày chuyển mùa. Khi mà cô chú anh chị cảm thấy mệt mỏi hay tụt huyết áp thì có thể ăn kẹo sâm này để hồi phục sức khỏe nha. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời. Khi cô chú anh chị và các bạn mua 2 gói kẹo hắc sâm, mỗi gói 170g với giá 100.000 đồng, cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hắc sâm 170g. Hãy nhanh tay gọi đến số 0374 590 012 để đặt mua deal hời này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp. Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn cao hồng sâm 365 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái lọ này ra để cô chú anh chị và các bạn xem nhé. Đây là một dạng sâm khác, là dạng cao sâm cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên trong một hộp cao sâm đó sẽ gồm 2 lọ sâm như thế này. Và cao sâm này sẽ giúp bổ sung dưỡng chất, bao gồm nhiều vitamin, axit amin, chất khoáng và các yếu tố vi lượng bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực này, nâng cao sức đề kháng, miễn dịch, phòng ngừa bệnh. Và ở đây sẽ là dạng cao cô đặc sệt sệt màu cánh gián. Và cao sâm này sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, bổ khí huyết, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp và tim mạch. Đặc biệt là sẽ giúp cải thiện tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon giấc và bồi bổ, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư, tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa giảm viêm loét dạ dày cô chú anh chị và các bạn nhé. Và đặc biệt là cái hộp này thiết kế là cực kỳ là sang trọng, cô chú anh chị và các bạn có thể đem đi biếu tặng, cực kỳ là sang và mang lại sức khỏe cho người được tặng nữa. Bên trong hộp cao sâm này sẽ có một cái thìa để cô chú anh chị và các bạn múc cao sâm này ra. Và với một lọ cao sâm này thì sẽ là 240g cô chú anh chị nhé. Hai lọ sẽ là 480g. Và cao hồng sâm cô đặc này là đều là 6 năm tuổi. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới cô chú anh chị và các bạn một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua cao hồng sâm 365 Hàn Quốc, sâm 6 năm tuổi, hộp 240g với giá là 625.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo thì Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một dòng sâm cao cấp bên Phúc Tài Chính, đó chính là hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300g với 10 củ lớn. Và sâm khô nguyên củ hộp thiếc Hàn Quốc được chế biến từ củ hồng sâm 6 năm tuổi là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc, không chỉ mang tới hương vị thơm ngon, dễ dùng mà còn có tác dụng bồi bổ và chăm sóc sức khỏe rất tốt cho cơ thể. Đặc biệt là với cô chú anh chị đã có tuổi và thành phần là hoàn toàn từ hồng sâm khô 6 năm tuổi. Và ở trong đây có tất cả là 300g hồng sâm khô hộp thiếc với 10 củ sâm khô cô chú anh chị và các bạn nhé. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp sâm này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là hộp thiếc này. Và mở, chúng ta sẽ mở ở cái nắp như thế này. Và đây là hộp thiếc, và khi mà mở cái hộp sâm này thì cô chú anh chị và các bạn lưu ý cho Phúc Tài Chính là cẩn thận, không là cái chỗ này nó sẽ làm đứt tay cô chú anh chị và các bạn nhé. Bởi vì nó bọc rất là chắc chắn. Thì bên trong nó sẽ sâm khô hộp thiếc, khi mở ra nó sẽ là một lớp như thế này, cực kỳ là chất lượng. Tài Chính sẽ mở ra cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây, như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây bên trong chính là một hộp gỗ được đóng bọc rất cẩn thận như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn bên trong là những củ hồng sâm khô như thế này. Và đây là sâm 6 năm tuổi. Và tổng cộng sẽ là 300g, là 10 củ lớn cô chú anh chị nhé. Đây là một dòng sâm cao cấp. Màu sắc mùi vị của loại hồng sâm củ 6 năm tuổi này là màu nâu vàng, mùi thơm vị đặc trưng của hồng sâm khô. Và với hồng sâm khô 6 năm tuổi cao cấp này sẽ giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe, giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng, giảm xơ vữa động mạch, hạn chế sự lão hóa và làm đẹp da, giảm stress này, hỗ trợ suy nhược thần kinh.
Và cô chú anh chị nếu như mệt mỏi, cần bồi bổ sức khỏe, người mới ốm dậy hay là người cao tuổi thì rất thích hợp dùng những cái sâm khô như thế này. Và cái sâm khô này chắc chắn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn biết, đó chính là hoàn toàn có thể ngâm rượu và rất tốt được sức khỏe. Cái này chắc là các chú rất là thích đây. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, với một hộp là 300g và với 10 củ lớn thì với giá là 1.550.000 đồng. Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012. Và đặc biệt khi mua hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300g với 10 củ lớn như thế này thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ nữa. Thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012 để Phúc Tài Chính gửi cái deal hời này đến với cô chú anh chị và các bạn nhé. Cô chú anh chị và các bạn, đây chính là kẹo hồng sâm Hàn Quốc. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc một gói này sẽ là 200g nhé cô chú anh chị nhé. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc là một trong những món ăn vặt bổ dưỡng với sự kết hợp của tinh chất hồng sâm Hàn Quốc và vitamin C. Cũng như các sản phẩm bánh kẹo khác thì kẹo hồng sâm không chỉ ngon miệng bổ dưỡng mà giúp chúng ta có một cái hơi thở thơm tho của hồng sâm rất là the mát. Và kẹo được chiết xuất từ hồng sâm này được đánh giá cao về dược tính. Đây là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai mà muốn thay thế các loại kẹo truyền thống, vừa ăn ngon mà lại bổ dưỡng nữa. Có tác dụng là bồi bổ cơ thể này, hạn chế cái sự lão hóa, tăng sức đề kháng, tăng khả năng hoạt động của não bộ, chống mệt mỏi và giảm stress. Và kẹo này có một cái hương vị sâm rất là độc đáo, rất tốt cho sức khỏe và đem lại cái cảm giác khỏe khoắn và sảng khoái cho cơ thể. Ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính có một cái combo rất là hời đối với cái kẹo hồng sâm này, mà mua 2 kẹo hồng sâm với giá là 90.000 thì sẽ được tặng một kẹo hồng sâm với giá là 45.000. Mua 2 tặng 1 cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị muốn mua có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha. Và đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Chính là nước hồng sâm chính phủ KGC này. Và cái thành phần trong này sẽ gồm thành phần nước tinh khiết, 0,36% tinh chất hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi cô đặc, và những cái thực phẩm hỗn hợp cô đặc mạnh nha, hương thảo mộc, rất là tốt cho sức khỏe. Và cái công dụng của nước hồng sâm chính phủ KGC này sẽ là giảm stress này, mệt mỏi, căng thẳng, nhức đầu, giúp tỉnh táo tinh thần, nâng cao cái hệ thống miễn dịch này, phòng ngừa tiểu đường, đẹp da, chống oxy hóa. Bên trong một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ là chia ra 6 gói lớn như thế này. Bên trong là có tất cả là 30 gói nhỏ như thế này cô chú anh chị nhé. Và mỗi gói nhỏ như thế này thì sẽ là 70ml. Và với một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ có giá là 780.000 cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Đây là một cái deal rất hời, bởi vì bình thường ở ngoài một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC này có thể lên đến 900-950.000 cơ. Nhưng với Phúc Tài Chính thì nhập được những cái giá tốt. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp hồng sâm Thái Lát tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và cái hộp này sẽ là 200g cô chú anh chị nhé. Và bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào. Và bên trong đó chính là một hộp hồng sâm Thái Lát tẩm mật ong như thế này. Và thành phần sẽ gồm có là nhân sâm 6 năm tuổi và mật ong rừng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và sản phẩm này dùng cho những ai làm việc căng thẳng, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, chơi thể thao quá sức và muốn tăng cường sức khỏe. Đặc biệt cô chú anh chị nào mà người mệt mệt mới ốm dậy thì có thể sử dụng những cái lát sâm tẩm mật ong này sẽ tăng cường sức khỏe và bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng. Và công dụng của hộp sâm Thái Lát tẩm mật ong này đó chính là bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, tăng cường trí nhớ, bổ máu, mát gan, bổ thận, giảm cholesterol này, phòng ngừa tiểu đường này. Bên cạnh đó sẽ là tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, kích thích ăn ngon miệng hơn. Đặc biệt là hộp hồng sâm lát tẩm mật ong này sẽ giúp cô chú anh chị và các bạn làm đẹp da, hạn chế lão hóa. Thì cách dùng là cô chú anh chị và các bạn ăn hoặc là ngậm trực tiếp vô cùng tiện lợi. Mỗi khi mà cô chú anh chị và các bạn mệt mỏi, căng thẳng, thiếu tỉnh táo thì có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này. Hay là những ngày mà di chuyển đường dài, làm việc vất vả,
tàu xe cộ thì cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này để có thể lấy lại được sức khỏe, bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng nhất. Và để hỗ trợ sức khỏe thì một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm từ 2 đến 3 lát hồng sâm tẩm mật ong này. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, với một cái hộp này sẽ là 200g cô chú anh chị và các bạn nhé. Cái giá sẽ là 350.000 và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hồng sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal rất là hời này, cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay đến số 0374 590 012. Phúc Tài Chính hỗ trợ gửi sản phẩm đến cô chú anh chị và các bạn một cách nhanh nhất nhé. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một sản phẩm rất là đẹp và bổ dưỡng, đó chính là mật ong sâm Hàn Quốc. Mật ong sâm Hàn Quốc với lọ là 580g thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Bên trong cái hộp này sẽ là một hũ mật ong sâm nặng 580g và được đặt trong một cái bình thủy tinh rất là an toàn cho sức khỏe như thế này. Và đây là sản phẩm được tinh luyện từ những củ sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc với quy trình tiên tiến, luôn được đảm bảo nghiêm ngặt những yêu cầu kỹ thuật. Sản phẩm này được coi là thực phẩm an toàn bổ dưỡng cho sức khỏe. Và trước khi lấy ra thì chúng ta sẽ khuấy đều và múc ra chén. Cô chú anh chị và các bạn có thể dùng trực tiếp hoặc là pha loãng ra với nước. Dùng tốt nhất vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy và vào buổi trưa. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là những cái lát sâm được ngâm với mật ong. Và đây chính là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Và với hộp đựng sang trọng đẹp mắt như thế này thì đây cũng sẽ là một món quà rất tốt để đi biếu tặng trong dịp lễ Tết. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hũ mật ong sâm 580g với giá là 250.000 đồng thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay 10 gói trà sâm như thế này. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Ở đây sẽ có hộp tất cả là 30 gói như thế này cô chú anh chị nhá, và một gói sẽ là 70ml. Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào nha. Và bên trong hộp hồng sâm chén Hàn Quốc thì được chia thành 6 hộp nhỏ như thế này, và có tất cả là 30 gói 70ml như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Và với nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ hồng sâm nguyên chất hảo hạng 6 năm tuổi, kết hợp với các loại thảo mộc thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe, cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người mới ốm dậy và những người cao tuổi. Và công dụng của nước hồng sâm chén Hàn Quốc là sẽ hỗ trợ sức khỏe ổn định, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, hồi phục cơ thể suy nhược, kém ăn, rụng tóc khó tiêu, hỗ trợ thải độc cơ thể, rất tốt cho những người làm việc trong môi trường không trong lành. Tăng cường sức đề kháng này, hỗ trợ tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung, đồng thời tăng sự trao đổi chất cho cơ thể khỏe mạnh. Thì cô chú anh chị nào mà sức khỏe yếu, làm việc vất vả quá sức hay là người mới ốm dậy thì khi mà uống cái sâm này sẽ tăng cường được sức khỏe để bồi bổ cơ thể sau những cái trận ốm. Và những cái sản phẩm sâm như thế này thì Phúc Tài Chính cũng rất là hay mua cho bố mẹ của Phúc Tài Chính uống, nên là Phúc Tài Chính mới thích bán cái sản phẩm như thế này. Thấy ở đây cái hộp này nó rất là lớn và nó sẽ nặng khoảng tầm khoảng là hơn 2 cân cơ. Chính vì vậy nên là đây cũng sẽ trở thành một cái món quà đi biếu rất là sang trọng và lịch sự. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời dành cho những cô chú anh chị mua cái nước hồng sâm chén Hàn Quốc này. Thì khi mua một hộp hồng sâm chén Hàn Quốc với giá là 415.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000. Và đặc biệt những cái đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama do Phúc Tài Chính chắp bút viết cô chú anh chị và các bạn nhé. Trong này sẽ có tất cả là 10 chai nước hồng sâm và có củ sâm ở bên trong. Và mỗi một chai này thì sẽ là 120ml cô chú anh chị nhé. Nước hồng sâm Hàn Quốc 10 chai có củ sâm tươi là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay không chỉ trên thị trường Hàn Quốc mà còn có cả nhiều nơi trên thế giới nữa. Đây là cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị dinh dưỡng rất là cao, giúp ích cho sức khỏe. Và sản phẩm được làm từ hồng sâm cổ,
6 năm tuổi, cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là bên trong này là có củ sâm nguyên chất này cô chú anh chị này. Và cái loại sâm này sẽ là sâm 6 năm tuổi cô chú anh chị nhé. Cái công dụng của nó thì sẽ là tăng thể trạng này, bổ sung năng lượng này, hạn chế lão hóa, mát gan, bổ phổi, cải thiện da. Và rất phù hợp với những người cao tuổi bị suy nhược hay là lao động nặng hoặc là những người mà chơi thể thao. Thì hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà mua một hộp 10 chai nước hồng sâm có củ với mỗi một chai là 120ml thì cái giá sẽ là 345.000. Cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Và cô chú anh chị muốn đặt mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng của chú anh chị nhé. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, hộp 10 chai cô chú anh chị nhé. Trong một hộp này sẽ có tất cả là 10 chai, mỗi chai 100ml như thế này. Và hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, một thương hiệu rất uy tín tại Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm và một số thảo dược quý của Hàn Quốc. Nước uống bổ sung năng lượng này, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người già, người lao động nặng nhọc và stress cao. Công dụng là sẽ giúp bổ dưỡng này, giải khát, tăng sức đề kháng, phục hồi thể lực nhanh chóng này, bổ gan, mát phổi, giảm mỡ máu, cải thiện tình trạng thiếu ngủ, hạn chế lão hóa, tăng đàn hồi của da trẻ lên và kéo dài tuổi thọ. Và có rất nhiều công dụng trong một chai nước sâm này. Thì cô chú anh chị nào bị ốm này hay là lao động nặng nhọc mà muốn được phục hồi sức khỏe nhanh chóng thì có thể sử dụng cái chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc này cô chú anh chị và các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính đem đến cô chú anh chị một cái điều rất là hời. Khi mua một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cô chú anh chị chỉ cần 145.000 đồng là đã được sở hữu hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung này rồi. Và hơn thế nữa, cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nữa. Chỉ với 145.000 sẽ được ngay một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc và một gói kẹo sâm 45.000. Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị. Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn viên đạm hồng sâm Nhung Hiêu Linh Chi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp đỏ 120 viên và thành phần bao gồm sâm đỏ Nhung Hiêu, tinh chất linh chi, sữa ong chúa, vitamin B1, B2, B6, E, C, dầu đậu nành, dầu cọ cùng một số sản phẩm thảo dược quý hiếm khác tạo nên một sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe. Và công dụng sẽ là phục hồi tăng cường sức khỏe trước và sau khi ốm, phụ nữ sau sinh, phòng ngừa tăng cường khả năng miễn dịch cho người bệnh, điều hòa trạng thái huyết áp, tim mạch, hạn chế tiểu đêm cho người già, giải độc gan và thận, tốt cho hệ tiêu hóa, phòng ngừa các khối u, hỗ trợ cho người bị tiền đình, thiếu máu, kém ăn, mất ngủ, hạn chế rụng tóc, lão hóa, đem lại làn da mềm mịn, căng tràn cho người sử dụng. Và nếu cô chú anh chị và các bạn muốn bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là với cô chú đã có tuổi hay là các anh chị muốn mua một cái món quà bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ thì có thể sử dụng cái viên đạm hồng sâm linh chi Nhung Hiêu hộp đỏ 120 viên này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua một cái hộp viên đạm hồng sâm Nhung Hiêu linh chi hộp đỏ 120 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 590.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nhé. Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy gọi ngay cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị trà hồng sâm KGC Hàn Quốc. Đây là loại trà sâm được rất nhiều người yêu thích, là sản phẩm được chế biến dưới dạng trà cao cấp này, mang hương vị độc đáo và đặc trưng cho hồng sâm Hàn Quốc, với dạng bột hòa tan này, dễ dàng mang đi bất cứ đâu. Thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như nào nhé.
Thì bên trong hộp trà này sẽ có tất cả là 100 gói như thế này, dạng bột hòa tan rất dễ dàng mang đi. Như cô chú anh chị nào mà đi tàu xe có thể mang những cái gói trà nho nhỏ này đi để uống ngậm trước khi lên xe thì sẽ rất là khỏe. Và công dụng của nó sẽ giúp bồi bổ cơ thể nhanh chóng, khiến cho người bị suy nhược, thể trạng kém hay đau ốm có thể là bồi bổ cơ thể và hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Tăng cường sức đề kháng này, giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tim mạch, cải thiện trí nhớ, làm đẹp da này, thải độc, bồi bổ cơ thể cho những người lớn tuổi. Và đối tượng sử dụng là những người cao tuổi này, mắc bệnh tim mạch và những ai mà đang làm việc quá sức và muốn hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Và cách sử dụng đó chính là một ngày thì sẽ dùng 2 lần, mỗi lần pha 2 cốc và dùng với nước ấm hay là nước lạnh là tùy thích. Và có thể thêm đường hoặc mật ong tùy khẩu vị. Nên dùng sau mỗi bữa ăn, lúc thư giãn để chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất. Và một hộp trà hồng sâm Hàn Quốc này sẽ nặng là 300g với 100 gói như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Vì là 100 gói nên sử dụng được rất là lâu cô chú anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua một hộp trà hồng sâm 300g nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hãng KGC với giá 290.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi đến số 0374 590 012 để nhận được một cái deal rất là hời này nha. Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính vẫn sẽ tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cô chú anh chị và các bạn đừng ngần ngại gì cả, hãy gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal này nhé. Cô anh chị và các bạn, đó chính là An Cung hộp gỗ nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 60 viên. À, khi mở ra thì một cái hộp gỗ An Cung 60 viên sẽ như thế này. Trên tay Phúc đang là một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, được bào chế hoàn toàn từ những loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm. Thành phần chính là củ hoài sơn, cam thảo, mật ong. Ngoài ra còn có rễ xài hồ, bồ hoàng, phục linh, xạ hương, xuyên khung. Công dụng là sẽ hỗ trợ lưu thông máu này, làm giảm đau đầu, thiếu máu não, tác động mạch vành. Hộp An Cung hộp gỗ 60 viên này thì sẽ làm giảm suy nhược thần kinh, hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não và xuất huyết não và phục hồi hệ thần kinh cho người bị tai biến mạch máu não, giúp cho bệnh nhân tai biến đi lại dễ dàng, giảm triệu chứng tim đập nhanh, hô hấp khó, rối loạn thần kinh và giúp cơ thể khỏe mạnh. Thì rất nhiều cô chú anh chị đã mua cái hộp An Cung từ bên Phúc và đều phản hồi rất là tốt. Và ngày hôm nay thì có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá chỉ là 880.000 thôi. Bên cạnh đấy thì cô chú anh chị sẽ có hai quà tặng, đó chính là sẽ được tặng một tuýp dầu nóng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 120.000 và sẽ được tặng luôn một kẹo sâm với giá là 45.000 nữa. Cô chú anh chị và các bạn cần mua thì có thể liên hệ ngay với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Phúc Tài Chính sẽ hỗ trợ ngay cô chú anh chị lập tức ạ. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Uống lại hộp táo đỏ, Phúc Tài Chính sẽ cầm và giới thiệu cho cô chú anh chị. Đây là một loại hộp này, đây là một loại hộp nữa. Đây cũng là đều là loại hộp táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Và có tất cả là 4 loại táo đỏ như này. Đây, 4 loại táo đỏ. Đây, táo đỏ này nữa. Đây. 4 loại táo đỏ này thì đều bằng giá tiền nhau. Và liệu cô chú anh chị là cái táo đỏ Hàn Quốc thì có tính giữ nhiệt này, giàu chất dinh dưỡng và bổ giúp là bổ sung khí huyết này, bổ não, phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp táo đỏ cô chú anh chị cùng xem nhé. Đây, đây là một hộp táo đỏ Hàn Quốc này. Nó sẽ giúp bổ máu, an thần, trị mất ngủ, dùng để sắc thuốc này, hoặc là để ăn liền, hoặc là để nấu chè nữa. Nó sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và tăng cường trí nhớ này. Và táo đỏ là được nuôi trồng và sản xuất trong môi trường thuận lợi, được kiểm tra kỹ lưỡng. Và đây là táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Táo đỏ này thì sẽ là một cân cô chú anh chị nhé. Đây, một cân táo đỏ như thế này. Và có tất cả là 4 loại, cô chú anh chị thích cái loại hộp nào thì có thể là đặt mua cái loại hộp đấy. Đây là một hộp táo đỏ này rất là xịn, chúng ta có thể là vừa ăn thưởng thức bồi bổ sức khỏe hoặc là có thể đem đi biếu. Hôm nay có một cái deal rất là hời về táo đỏ này và Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị nhé.
thì một cái hộp táo đỏ này sẽ có giá là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm cho chú anh chị nhé. Tặng một kẹo sâm 45.000. Đây là một cái deal rất là hời trong ngày hôm nay. Cô chú anh chị và các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha. Bốn loại táo đỏ này thì đều đồng giá cô chú anh chị nhé. Hai hộp táo đỏ thì đều cũng có giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Một hộp táo đỏ thì sẽ là 1 cân cô chú anh chị nhé. Đây hai hộp táo đỏ này nữa cũng đều đồng giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Thì với tùy từng nhu cầu và cô chú anh chị thích những cái loại hộp nào thì có thể đặt mua cái loại hộp đấy. Đây hộp táo đỏ này cũng là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm 45.000. Hộp táo đỏ này cũng thế, cũng là 165.000 và được tặng một gói kẹo sâm 45.000 của chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị muốn mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để Phúc Tài Chính sẽ gửi những cái mặt hàng, những cái deal hấp dẫn này đến cô chú anh chị và các bạn nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tiếp theo là Phúc Tài Chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn trà dưỡng nhan đông trùng cao cấp Hàn Quốc. Rất thích hợp cho các cô chú uống để cải thiện sức khỏe cũng như là nhan sắc của mình sau những cái giờ phút căng thẳng và mệt nhọc. Và Phúc Tài Chính sẽ mở hộp này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Ở bên trong này, đầu tiên sẽ là một tấm thiệp cảm ơn từ nhà sản xuất. Và tiếp theo ở trong này sẽ có tất cả là 25 gói trà dưỡng nhan đông trùng. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, đây là cận cảnh của một gói trà dưỡng nhan đông trùng, bao gồm tất cả là 6 vị hòa quyện với nhau, gồm hoa cúc vàng, kỷ tử, táo đỏ, long nhãn, đông trùng hạ thảo sấy khô, có vị ngọt tạo nên một hương vị trà hấp dẫn, dễ uống, thơm ngon, bổ dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Trà giúp cô chú anh chị và các bạn thanh nhiệt, giải độc, giảm mỡ máu, hạ men gan, tăng cường nội tiết. Đặc biệt là sự kết hợp của hoa cúc vàng và đông trùng hạ thảo sẽ giúp phòng chống ung thư hiệu quả. Trà dưỡng nhan này sẽ giúp giảm stress, an thần, giúp tinh thần luôn thư giãn, thoải mái. Đặc biệt là giúp giảm bọng mắt và quầng thâm nữa. Thành phần trong trà dưỡng nhan đông trùng này giàu chất oxy hóa, giúp hạn chế ngăn ngừa nếp nhăn và sự lão hóa của da. Như vậy, trà dưỡng nhan không chỉ là một thức uống thơm ngon mà là một sự lựa chọn rất tốt cho sức khỏe và làn da của cô chú anh chị. Với sự kết hợp độc đáo giữa những thành phần hoàn toàn là thiên nhiên, sản phẩm hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích đến cô chú anh chị, tốt cho cơ thể và tốt cho cả làn da nữa. Và nếu như cô chú anh chị và các bạn đang cần một sản phẩm bồi bổ sức khỏe để đem biếu tặng và dành cho bản thân thì có thể mua trà dưỡng nhan đông trùng Hàn Quốc này nha. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp trà dưỡng nhan đông trùng cao cấp Hàn Quốc với giá 175.000. Cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hắc sâm trị giá 50.000. Hãy nhanh tay gọi đến số 0374 590 012 để đặt mua deal hời này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị một loại trà rất đặc biệt và phổ biến tại Hàn Quốc, đó chính là trà hoa sâm Hàn Quốc, và một gói này sẽ là 0,5 kg cô chú anh chị nhé. Và trà hoa sâm thì rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc bởi vì cái vị thơm rất đặc trưng của nó. Nếu như mà rễ sâm được biết đến với hàm lượng saponin cao thì trong hoa sâm thì hàm lượng saponin này là cao gấp 5 lần. Và tác dụng của nó sẽ là chữa chứng mất ngủ này, thiếu ngủ, men gan cao này, mỡ máu, tiểu đường, huyết áp cao, huyết áp không ổn định. Và một túi trà hoa sâm này có rất nhiều công dụng mà cô chú anh chị và các bạn chắc hẳn rất cần. Đó chính là những ai mà gan yếu, đau dạ dày hay có vấn đề về đường ruột, muốn ức chế tế bào ung thư, ngăn ngừa lão hóa da, giúp cho da sáng khỏe thì có thể sử dụng cái trà hoa sâm Hàn Quốc này. Và ở bên Hàn thì người ta sử dụng cái trà này rất là nhiều để bồi bổ cơ thể. Và khi sử dụng trà hoa sâm thì người Hàn Quốc họ có thể ăn trực tiếp hoặc là hãm trà. Khi mà chúng ta ăn trực tiếp ấy, thì nó có vị hơi đắng nhưng mà có hiệu quả vô cùng với những cái bệnh như đau dạ dày, đau bụng hoặc đau họng do ăn nhiều đồ cay nóng, uống rượu bia. Hoặc là cô chú anh chị và các bạn có thể pha cái trà hoa sâm này với nước từ 90 độ trở lên để có thể thưởng thức cái vị trà hoa sâm thơm tự nhiên. Có thể dùng thêm với mật ong hoặc là đường để tăng thêm cái hương vị thơm ngon.
Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời. Đó chính là khi mua một gói trà hoa sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với túi 0,5kg này thì sẽ có giá là 330.000. Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal hời này, cô chú anh chị và các bạn hãy gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590012 nha. Và đặc biệt những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Và tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn gói lá kim vụn trộn cơm ăn liền Hàn Quốc. Đây chính là món rất tốn cơm và đặc biệt là các bạn nhỏ rất là thích. Và mỗi túi này sẽ là 70g nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và thành phần gồm rong biển, dầu ô liu, muối biển, vừng rang và lá kim vụn đã được tẩm ướp và rang xào chín, rắc vừng sử dụng ăn liền với cơm rất là ngon miệng và bổ dưỡng, đặc biệt là hấp dẫn đối với trẻ nhỏ. À, cô chú anh chị và các bạn có thể thấy ở đây bao bì này có sẵn là cái khóa zip này thì mỗi lần ăn xong chỉ cần khóa lại để đảm bảo được chất lượng rất là tiện lợi. Và đặc biệt loại rong biển ăn liền trộn cơm Hàn Quốc này cũng là một loại sản phẩm rất là bổ dưỡng cho sức khỏe. Cô chú anh chị và các bạn có thể mua thưởng thức hoặc là cho các bạn nhỏ trong nhà thưởng thức nha. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua 2 bịch lá kim rong biển trộn cơm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, mỗi gói là 70g với giá là 150.000 đồng thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một combo 3 gói rong biển ăn liền Hàn Quốc, rất là hời phải không nào? Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374 590012 nha. Và với những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính xin gửi tặng tới cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất trong drama. Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là mật ong chanh vàng. Sắp tới là những cái tỉnh thành mà sắp bước vào mùa đông, mùa lạnh rồi thì sẽ có rất nhiều các bạn nhỏ, người già và người trưởng thành gặp cái tình trạng là đau họng thì mật ong chanh vàng này sẽ giúp chúng ta xóa tan đi cái nỗi lo đó. Mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, một chai này là 1kg cô chú anh chị nhé. Là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nguyên liệu, chanh vàng và mật ong tự nhiên. Sản phẩm chứa nhiều vitamin tăng đề kháng cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về họng. Và đặc biệt với công dụng của mật ong chanh vàng này sẽ bổ sung vitamin C, cung cấp axit amin, các chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa cảm gió này, cảm lạnh này, giúp giảm đờm này, giảm ho, chống nôn, tiêu hóa tốt và nâng cao thể trạng cho người già ốm yếu, suy nhược cơ thể. Thì hàng ngày chúng ta có thể dùng như một là cái dạng nước pha để mà uống nước giải khát và rất tốt cho cổ họng. Và đặc biệt khi mà ho thì chúng ta sẽ sử dụng như siro, uống 2 thìa mật ong chanh này đặc thì sẽ giúp giảm ho. Và chúng ta sẽ uống vào buổi sáng và buổi tối. Thì ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một lọ 1kg mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá sẽ là 195.000 và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000. Cô chú, anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để được nhận cái deal hời này nha. Và mỗi đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết từ năm ngoái cô chú anh chị nhé. Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn mật ong gừng Hàn Quốc lọ 1kg. Và bây giờ thì thời tiết đã chuyển về mùa đông, có những vùng miền đã lạnh rồi thì cô chú anh chị và các bạn có thể giữ ấm cơ thể, bảo vệ sức khỏe bằng việc là sử dụng mật ong gừng này cho bản thân và gia đình nha. Và công dụng của mật ong gừng là làm dịu ho, cung cấp năng lượng cho cơ thể, dùng được cho trẻ trên 2 tuổi, đặc biệt là rất tốt cho người bị huyết áp thấp hay bị ho, giúp làm giảm các vấn đề liên quan đến đường hô hấp như ngạt mũi và cảm lạnh, rất tốt cho hệ tiêu hóa, làm ấm người, tăng cường khả năng tuần hoàn máu, rất là có lợi cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân, tăng cường trao đổi chất. Và mật ong gừng vị ngọt thanh thơm mùi gừng là món quà sức khỏe rất cần thiết khi mùa đông đến để làm ấm cơ thể và bảo vệ cơ thể. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một lọ mật ong gừng 1kg với giá là 205.000 đồng thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy gọi điện cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012
1212 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn hộp kỳ tử sấy khô organic 454g. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, kỳ tử được sử dụng cùng các vị thuốc khác như là táo đỏ này, đẳng sâm để làm các món hầm tần. Chúng ta còn có thể sử dụng kỳ tử trong các bài thuốc đông y để chữa các bệnh, giúp thanh nhiệt, giảm sốt, giải khát hiệu quả vào những ngày hè oi bức hay mà lúc mà chúng ta đang cảm thấy mệt. Hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, đặc biệt là xúc tiến quá trình tạo máu và giảm mỡ máu. Đặc biệt là kỳ tử còn có thể hỗ trợ chữa trị, điều trị những cái chứng như là choáng này, mắt hoa này, nhìn mờ, đau lưng, mỏi gối. Và cái cách sử dụng là cô chú anh chị và các bạn có thể pha trà, uống lạnh, nấu ăn và làm thuốc. Và với rất nhiều công dụng trong cái loại hạt kỳ tử sấy khô này, organic, thì cô chú anh chị và các bạn ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính sẽ mang tới một cái deal rất là hời đến với cô chú anh chị và các bạn. Đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một lọ kỳ tử sấy khô 454g với giá là 195.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000 cô chú anh chị và các bạn nhé. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay cho Phúc đến số điện thoại 0374590012 nhé. Tiếp theo, Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một sản phẩm rất quan trọng, đó chính là dầu cá omega 3 lọ 300 viên. Dầu cá omega 3 Hàn Quốc rất tốt cho cả gia đình, thành phần gồm DHA, EPA và hàm lượng DHA là nguồn cung cấp lý tưởng cho việc bổ sung dinh dưỡng và phát triển cơ thể cho trẻ em, phụ nữ mang thai sau sinh và kể cả là người trưởng thành. Omega 3 là một trong những loại chất béo giúp giảm nguy cơ bệnh tim, trầm cảm, mất trí nhớ và viêm khớp. Sản phẩm sẽ giúp phát triển não bộ và cải thiện thị lực, giúp ngủ sâu và ngon giấc hơn, hỗ trợ điều trị trầm cảm và giảm stress, ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh tim mạch và sẽ giảm mỡ trong máu này, cực tốt cho làn da của chị em, hỗ trợ trị bệnh viêm khớp dạng thấp, cải thiện sự thiếu chú ý, mất tập trung và tăng động, chống lại các triệu chứng khó chịu trong thời kỳ tiền mãn kinh và rất tốt cho người chăm sóc sức khỏe toàn diện, tăng cường trí nhớ và thị lực, giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan tuần hoàn huyết áp. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời khi cô chú anh chị và các bạn mua một lọ dầu cá Hàn Quốc omega 3 300 viên với giá là 525.000, cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay 10 gói trà sâm. Hãy gọi ngay đến số 0374 590012 để đặt mua deal hời này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tiếp theo, Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn tinh dầu thông đỏ Samsung Hàn Quốc hộp 180 viên. Tinh dầu thông đỏ được tinh chế theo công thức của người Hàn Quốc với thành phần chính gồm thông đỏ nguyên chất và một số vitamin khoáng chất khác có lợi cho sức khỏe như A, E, K và các axit amin protein. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đầu tiên là những giấy tờ đảm bảo hàng chính hãng, cô chú anh chị và các bạn có thể yên tâm mua hàng. Và bên trong sẽ có hai hộp tinh dầu thông đỏ như thế này và mỗi hộp sẽ có tất cả là 90 viên, tổng là 180 viên ở trong những cái vỉ rất là chất lượng như thế này. Và hộp tinh dầu thông đỏ này của hãng Samsung sản xuất nên là rất tốt và đảm bảo chất lượng. Và tinh dầu thông đỏ giúp làm sạch máu, làm tan lượng mỡ thừa, giảm chất phóng xạ, ngừa ung thư, giảm nguy cơ tai biến nhờ chức năng lọc máu cao, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa, điều trị hoàn toàn chứng hôi miệng. Tinh dầu thông đỏ Samsung Hàn Quốc có khả năng làm giảm chậm quá trình lão hóa, duy trì tuổi xuân, giúp hỗ trợ tích cực và hiệu quả trong việc điều trị bệnh. Và cách dùng thì cô chú anh chị và các bạn mỗi ngày sẽ uống từ 1 đến 2 viên sau ăn hoặc trước khi ăn 30 phút, chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 10 tuổi. Và đối tượng dùng sẽ là người suy giãn tĩnh mạch, người tiểu đường, người có nguy cơ tai biến đột quỵ, người viêm gan B, xơ gan, men gan tăng cao, chức năng gan suy giảm, người bị mỡ máu, huyết áp và đặc biệt là nam nữ rối loạn chức năng sinh lý. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp tinh dầu thông đỏ Samsung Hàn Quốc 180 viên.
Cô chú, anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hắc sâm trị giá 50.000. Hãy nhanh tay gọi đến số 0374 590 012 để đặt mua điêu hòi này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú, anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Giới thiệu được cô chú, anh chị và các bạn, cà phê Maxim nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Với một hộp này sẽ là 100 gói cô chú anh chị và các bạn nhé. Và loại cà phê này có hương vị nhẹ nhàng, thanh khiết. Đây là thương hiệu cà phê nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Hương vị cà phê sữa thơm ngon kết hợp với nguyên liệu được tuyển chọn từ những hạt cà phê tinh túy nhất. Và thành phần sẽ gồm cà phê hòa tan, đường trắng, sữa tách béo và không có chất hóa học cũng như là chất bảo quản ở trong đây. Và với hộp cà phê này thì cô chú anh chị và các bạn chỉ cần bảo quản ở nơi thoáng mát với nhiệt độ thường. Và một hộp cà phê Maxim này sẽ là 1 cân 2. Và bên trong sẽ có tất cả là 100 gói cà phê như thế này, rất tiện dụng để sử dụng. Và chắc hẳn là rất nhiều cô chú, anh chị và các bạn thích uống cà phê. Mỗi buổi sáng thức dậy mà chúng ta có một ly cà phê thì tinh thần rất là sảng khoái, đặc biệt là có một cái sự tập trung cao chào mới ngày bắt đầu. Hay là những cái buổi chiều làm việc, nếu như chúng ta mà chưa tỉnh táo sau cái cơn buồn ngủ buổi trưa thì có thể sử dụng cà phê này để giúp chúng ta tỉnh táo hơn. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú, anh chị và các bạn mua một hộp cà phê Maxim Hàn Quốc nhập khẩu chính hãng với giá là 450.000 thì cô chú, anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal này thì cô chú, anh chị và các bạn hãy gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012. Và Phúc Tài Chính đang đợi cô chú, anh chị và các bạn gọi nha. Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama. Để theo Phúc Tài Chính giới thiệu được cô chú, anh chị và các bạn, viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với hộp là 120 viên. Và viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ lá thông đỏ có tuổi thọ từ 100 đến 200 năm ở Hàn Quốc, hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan tới huyết áp này, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể. Và đặc biệt là điều trị các bệnh liên quan đến vấn đề tim mạch, tăng cường chức năng gan, ngăn ngừa hỗ trợ ngăn chặn một số loại khối u, gan, dạ dày, hỗ trợ rối loạn nội tiết tố, thanh nhiệt cơ thể, hỗ trợ tinh thần. Và những ai thì nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp 120 viên này, thì đó chính là những người lớn tuổi này, sức khỏe suy giảm, có nguy cơ mắc bệnh mỡ máu, tim mạch, hay là những người gan thận hệ thần kinh suy giảm. Thì với những cô chú anh chị nào đang quan tâm về vấn đề sức khỏe thì viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này cũng là một sự lựa chọn mà rất nhiều cô chú anh chị và các bạn lựa chọn. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 120 viên này thì cái giá là 1.290.000 đồng, và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 45.000 đồng, cô chú anh chị và các bạn nhé. Không chỉ thế, cô chú anh chị và các bạn còn được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những dấu ấn đặc biệt nhất trong drama lịch sử này. Mời cô chú anh chị và các bạn đến với sản phẩm 1 cân nấm linh chi vàng chanh Hàn Quốc. Hình ảnh sản phẩm ở ngay trên màn hình đây. Nấm linh chi có tác dụng rất tốt, kháng độc tố, làm cân bằng huyết áp, tác dụng nâng cao chức năng gan, giải độc, mát gan, bổ khí, làm tăng hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Và khi cô chú anh chị và các bạn sử dụng nấm linh chi thì sẽ giảm đau nhức, giảm mất ngủ, chống dị ứng và ung thư, tăng cường khả năng của thận, làm cho da dẻ hồng hào, điều hòa kinh nguyệt, giúp cơ thể luôn tươi trẻ. Và cái cách bảo quản nấm linh chi sẽ trong tủ lạnh, ngày uống 3 lần trước bữa ăn. Thưa cô chú anh chị và các bạn, khi mà cô chú anh chị sử dụng nấm linh chi thì sẽ có cách sử dụng. Thay bột thì chúng ta sẽ hãm nước sôi vào cốc rồi uống trực tiếp, hoặc là thái lát thì cô chú anh chị có thể là đun sôi để nguội rồi chắt nước để uống. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời khi cô chú anh chị và các bạn mua 1 kg nấm linh chi vàng chanh Hàn Quốc với giá là 850.000 đồng tặng ngay một gói kẹo sâm, thì cô chú anh chị cũng có thể liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012, cô chú anh chị nhé. Là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Thì rất là vui trong cái quá trình mà bán những cái mặt hàng này thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi từ cô chú anh chị. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ đưa những cái feedback lên để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo nếu như còn đang lưỡng lự mua hàng từ Phúc Tài Chính nha. Có một chị đã gửi về cho Phúc là: chị xài thấy tốt em ạ.
Em cảm ơn chị nhé. Chị nhận được hàng rồi em nhé. Cảm ơn em, dầu gội ok lắm em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Và tiếp theo là feedback từ đơn ăn cung. Cháu ơi, cô đặt thêm 2 hộp nữa nhé, tổng cộng là 5 hộp. Cô giới thiệu thuốc nhà cháu cho nhiều người mua đấy, vì mẹ cô bị tai biến gần 2 năm nay rồi, tay cứng uống 3 hộp, giờ tay mềm lại rồi. Chị Lan Nguyễn có comment rằng chị dùng dầu gội thích lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Chúc em ngày mới vui vẻ xinh tươi, bán đắt hàng nhé. À, hôm qua chị dùng kem chống nắng rồi, thấy được đấy em. Dạ em cảm ơn chị nhé. Em ơi, mai ship cho chị 3 thùng sâm nhé, giờ nào cũng được, tại tòa A3 Vinhome. Dầu lạnh xài kết quả lắm Phúc ơi, cảm ơn nhiều. Dạ cháu cảm ơn cô nhé. Chị nhận được kẹo rồi, kẹo sâm của Phúc Tài Chính thơm ngon lắm. Cô Hồng Hải nói rằng là cháu bán hàng cũng chuẩn, cô đã mua hàng của cháu rồi, hàng chất lượng, giá rẻ. Theo cô Chu Ninh có comment rằng sản phẩm nhuộm tóc này rất tốt, cô đã sử dụng rồi, cảm ơn cháu Phúc Tài Chính nhé. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Và đó chính là những lời chia sẻ từ những cô chú anh chị đã mua hàng từ Phúc Tài Chính. Và Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và trong quá trình mua hàng, cô chú anh chị có bất kỳ một cái vấn đề nào gặp xảy ra thì có thể liên hệ ngay với Phúc Tài Chính để Phúc Tài Chính được hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn kịp thời nhé. Trước khi cô chú anh chị nhận hàng từ shipper thì cô chú anh chị có thể là yêu cầu shipper mở hàng ra để kiểm tra hàng một cách chắc chắn trước khi gửi tiền cho ship, bởi vì Phúc Tài Chính đã cài đặt cái chế độ trên hệ thống là khách hàng được quyền mở ra để kiểm tra hàng, nên cô chú anh chị hãy cứ thoải mái yêu cầu shipper mở cái thùng hàng ra để cô chú anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Cô chú anh chị cảm thấy hài lòng thì mới nhận hàng và gửi tiền cho ship. Còn có bất cứ vấn đề gì, cô chú anh chị hoàn toàn có thể từ chối nhận hàng. Phúc Tài Chính chỉ mong rằng sẽ đảm bảo được chất lượng hàng tốt nhất đến với cô chú anh chị và các bạn. Và trong cái quá trình vận chuyển hàng cũng sẽ xảy ra những cái sơ suất không đáng có, thì gặp bất cứ vấn đề nào, cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590012. Đừng ngần ngại cô chú anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài Chính sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cô chú.